Chào quý vị trở lại chương trình trực tuyến TV. Sáng ngày hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2024, ở tại thành phố Auckland, lực lượng FBI, tức là lực lượng cảnh sát liên bang của Hoa Kỳ đã ập vào trong nhà của vài vị mà những người đó rất là nổi tiếng trong cộng đồng Việt Nam. Hoặc là ít nhất trong thời gian vừa qua cũng đã có những cái quan hệ và nhiều người Việt Nam biết đến cụ thể nổi bật trong cái vụ việc này mà bây giờ thì gần như là toàn bộ các cái báo chí ở Hoa Kỳ đã bắt đầu đưa cái bản tin này, đặc biệt là những cái báo chí ở um, kể cả truyền hình, kể cả báo giấy, kể cả báo mạng và nhiều cái tài khoản mạng xã hội rất lớn ở tại Mỹ, đặc biệt là ở California. Coi như là họ đồng loạt đưa. Đó là bà thị trưởng Santa cái người phụ nữ mà hơn một năm vừa qua thì nhiều người, người Việt Nam biết đến. Chúng ta nhớ hồi tháng 8 năm 2023, bà thị trưởng Centaur, 2024 chứ, bà thị trưởng Centaur cũng đã đi về Việt Nam. Và trong một cái chuyến đi à, đó cũng đi qua một vài các địa phương bởi vì Auckland là kết nghĩa với cái thành phố Đà Nẵng. Và sau cái chuyến đi đó thì cũng được gọi là thành công đối với bà Centaur. Hình ảnh bà Sen Thao là bây giờ là cộng đồng người Việt biết nhiều. Biết nhiều là bởi vì bà ta ở tại cái thành phố Oakland thành phố cũng là một thành phố có cái cả cảng biển, nhưng mà thành phố đó mang tiếng rất nặng nề, là một trong những cái thành phố mà gọi là tội phạm nhất của California, thậm chí là đứng trong cái danh sách là những cái thành phố tội phạm nặng nhất của Hoa Kỳ nữa và trong hơn một năm vừa qua thì thành phố đó um, đã bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Đó là cái nạn mà homeless hay là những cái nạn mà thất nghiệp. Rồi có một cái đội bóng cũng bị um, coi như là bị dẹp. Cho nên là nhiều người họ đã phản đối cái bà Central. Và sáng ngày hôm nay thì không biết cái lý do gì mà lực lượng FBI họ đã ập vào trong nhà của bà Central. Bà Central là chúng ta biết rồi. Thị trưởng của thành phố Auckland và trước đây đi về Việt Nam, đi về thành phố Hồ Chí Minh, đi uh, ra hà nội đi um, đến uh, coi như là uh, đà nẵng rồi um, cũng được uh, coi như là ông uh, thủ tướng của việt nam là ông phạm minh chính lúc đó làm tiếp kiến nữa cho nên thì um, cái danh tiếng của bà này có lẽ là người việt cũng biết rất là nhiều đây là những hình ảnh mà những cái tờ báo cũ đăng này quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính tiếp đoàn quan chức um, doanh nghiệp đến từ california um, mỹ thật ra thì đây là, chỉ là những người quan chức đến từ cái tiểu từ cái thành phố oakland thôi chứ không phải là california khi mà nói về california thì nói một cái từ rất là chung chung như vậy thì bây giờ ngày hôm nay đó khi mà chúng ta đánh vào trên mạng xã hội mà chỉ có hai cái chữ mà um, coi như là sen thao thôi thì bây giờ nó ra ra rất là nhiều nha quý vị quá nhiều những cái bài viết đây đây những cái bài viết từ uh, abc 7 rồi san francisco rồi tờ political này tờ uh, cbs news này rồi uh, uh nè, Fox nè, Chu nè, rồi ngay cả Ron nè, rồi ngầm Daily Mail nè, rồi nhiều lắm quý vị. Đó, quý vị có thể thấy Fox News nè, thấy không? Và NBC nè, Bay Area nè, rồi Yahoo nữa. Tất cả đều nói rằng là lực lượng FBI đã để cho chúng ta đi xào xem một cái bản tin cụ thể đây. Thì uh, đây là một trong những cái bản tin mà các bạn có thể thấy đó. Rất là kinh hồn nha chúng tôi cũng không ngờ được làm đây là một cái tờ Daily Mail đây quý vị chúng ta có thể thấy Daily Mail đây thậm chí là người ta có cái thước phim quay ở trên đây luôn cho quý vị thấy làm đến đó để mà người ta đến cái nhà của bà và lực lượng cảnh sát đó, lực lượng mà FBI người ta đã mang đi một số các cái, các cái tài liệu và những cái tài liệu đó là những cái tài liệu gì thì chúng ta thấy rằng cái vụ việc này thì có thể nói rằng nó rất là đặc biệt rồi. Bây giờ nó bùng nổ rồi. Thì bà Shen Thao bà sen thao bà sen thao là ai thì chúng ta cũng biết một chút về đây đây là cái người phụ nữ đó quý vị bà sen thao ở đây là cái bản bài, uh, bài viết uh, của vtc hả, uh, vtc new theo đó thì nói rằng uh, vua rác david dương kể chuyện thuyết phục nữ thị trưởng mỹ sang thăm việt nam rồi uh, trong đây thì cũng kể lại rất là nhiều chuyện thì đây là hình ảnh họ chụp chung cái phái đoàn của bà sen thao với ông david dương đã đi cùng với um, đi về Việt Nam trong cái lần đó nhưng mà trong hình này thì không thấy có anh em đâu Bích Dương có lẽ rằng người ta chỉ dành cho những cái người trong cái thành phố của um, Auckland chăng thì um, chúng ta thấy rằng á uh, cái bài viết đó đây là hình ảnh của bà Sen Thao nha khi mà đến Hà Nội tiếp xúc với ông um, Thị trưởng không phải Thị trưởng mà là Chủ tịch Ủy ban Nhân thành phố uh, Hà Nội đó là ông Trần Sĩ Thanh thì um, bây giờ chúng ta để coi coi cái bài báo này họ viết cái gì có quá nhiều những cái bài báo đi có lẽ là chúng ta đọc một cái bài để mà cho quý vị thấy rằng cái sự việc này nó như thế nào đây cái tựa đề này gọi ta giật ngay cái tiết là FBI đã đột kích nha quý vị Red đột kích cái nhà của thị trưởng là Sen Thao đó rồi và một số những cái địa điểm khác đó có những cái nguồn tin họ nói như vậy thì đây là bản tin được đăng vào ngày thứ năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024. Hiện giờ là vào lúc 3 giờ 37 phút chiều. Thì theo đó, đó cái nội dung của cái bản tin này cho thấy rằng là ở tại hotland California. Thì thị trưởng Senthau, cái nhà của thị trưởng Senthau đó đã nằm trong số nhiều cái địa điểm mà bị FBI họ đột kích vào sáng thứ năm đây là một cái nguồn tin đã được xác nhận bởi abc 7 news tức là cái kênh à, tin tức à, số 7 abc đó thì à, theo đó thì có nhiều nguồn lắm quý vị và trong cái bài này thì fbi đã đưa ra một cái tuyên bố này vào sáng thứ năm theo đó thì fbi đó đang tiến hành một cái hoạt động thực thi pháp luật mà được tòa án ủy quyền coi như là thực hiện một cái sự quỷ nhiệm của tòa án đó, để mà coi như là thực thi pháp luật ở trên cái gọi là maidenland maidenland nha quý vị thì uh, chúng tôi là không thể cung cấp thêm thông tin gì vào lúc này thì có lẽ là lực lượng fbi lúc nào người ta cũng nói như vậy thôi thì đây là những hình ảnh mà lực lượng fbi người ta đã mang những cái thùng mà có lẽ là đi vào trong cái nhà của bà centau này để rồi người ta mang những cái tài liệu ra Và đó là những cái tài liệu có liên quan Đến một cái vụ điều tra Thì um, không biết là cái vụ điều tra như thế nào Đây là một cái nguồn tin um, Nói với um, ABC rằng đó Là Nhà có thị trưởng Australia Là bà Scentown nằm trong số Bốn cái địa điểm mà bị FBI Đột kích vào sáng nay Bốn cái địa điểm đó là những cái địa điểm nào Và bà Scentown là một trong Bốn cái địa điểm đó đây là một cái phần tường thực của cái tờ báo này đó người ta thấy có lực lượng họ đến đó rồi họ ra đi rồi họ mang theo đó lực lượng fbi họ đã đến như vậy quý vị tức nghĩa rằng xe họ đến rồi họ đột kích vào họ bao vây và họ đi vào trong cái nhà rồi họ điều tra rồi họ lấy đi cái tài liệu đó đây là cái cách làm của người mỹ nha quý vị đừng có nói là mỹ đế và cảnh sát người ta không có đến nhà hay là người ta không có kiểm tra là không có đúng đâu nhưng mà có điều mà để đi đến như vậy thì phải có lệnh của tòa án và ông ở phía bên nam FBI cũng đã trả lời rất là rõ là họ thực thi theo cái lệnh của tòa án đó chứ không phải là họ tự ý và như vậy thì chi tiết của cuộc điều tra này vẫn được coi như là FBI vẫn chưa có được biết nhưng mà các cái nguồn tin thì cho biết cái vụ việc này đó nó liên quan đến đó info the, <laughs> the IRS nha quý vị tức nghĩa là cái gì liên quan tới thuế đó đây là vấn đề là rất là đặc biệt và liên quan đến vấn đề bưu điện của Hoa Kỳ nữa chúng ta không biết là cái vấn đề gì ở đây ngoài sở thuế thì rất là nhiều nhiều cái trường hợp lắm nhiều cái trường hợp thí dụ như là bà này bà là thị trưởng thì có thể là nhiều khi bà ca thai về cái thu nhập của mình không đúng chăng thì cũng ảnh hưởng tới thuế hay là vấn đề làm ăn ở bên ngoài bên trong gì đó mà nó không có chính đáng và những cái thu nhập đó không có được không được khai báo hoặc là bà ta trong quá trình tranh cử thì sử dụng các cái tài chánh báo cáo thuế đồ báo cáo tài chánh nó không có đúng thì cũng là liên quan đến cái sở thuế IRS và người ta vẫn tiến hành điều tra rồi cái nữa là các cái địa điểm mà được xác nhận rằng đã bị coi như là các cái quan chức của liên bang đó các cái quan chức của liên quan mà người ta đột kích người ta đột kích là cái nhà của ai Thứ nhất là nhà của thị trưởng Sandtown Đó. Ở trên cái đường gọi là Mendon Land ở Oakland Hills. Oakland Hills nha quý vị. Cái thứ hai đó là cái gì? Wow. Là cái California Way Solution ở tại Embarcado. Embarcado. Đó thì đây là cái California Way Solution đó đây là một cái cơ sở mà của một cái người Việt Nam đứng tên rất là nổi tiếng đó là ông Đào Bích Dương thì các bạn cũng đã biết rồi ông Đào Bích Dương thì có hai cái công ty một con công ty ở Mỹ và một công ty ở Việt Nam công ty ở Mỹ thì mang tên là California Way Solution một cái công ty ở Việt Nam thì mang tên là Việt Nam Way Solution đó thì bây giờ là một bốn cái địa điểm mà người ta đột kích vào FBI mà gọi là đột kích vào thì đây đây là um, coi như là cái gì? Um, California Way Solution ha. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa là cái nhà của uh, ngôi nhà của uh, Andy Dương. Đó, ở trên cái đường um, gọi là View Crest Code. Đó, các bạn có thấy thấy không? Andy Dương của uh, California Way Solution. Đa Dương là một cái người được biết rằng là con trai của ông David Dương đó Andy Dương đó quý vị thì bây giờ cái nhà của ông này cũng là bị đột kích đó, theo như lực lượng mà cảnh sát lực lượng mà à, mà của liên bang đó họ đã đến và đây là những cái location mà người ta đã confirm rồi tức nghĩa là người ta đã xác nhận được rồi đó đây là cái bản tin của của ai của đài số 7 nha đài số 7 là một cái đài rất là nổi tiếng ở California chứ không phải là Minh Giang tự chế tạo ra mình đang không có thể tự chế tạo ra những cái vấn đề này được. Cái thứ tư đó là cái ngôi nhà của của David và Linda Dương. Cũng của cũng của ai? Cũng của là California Way Solution. Đó thì có lẽ là chúng ta biết rằng bốn cái nơi. Như vậy thì bốn cái nơi này là như thế nào? Đó, đây, ở đây thì người ta cũng cái đài số 7 này họ còn để luôn bốn cái địa điểm ở trên cái sơ đồ quý vị thấy không? Cái nhà ở Mediterranean là cái nhà này của bà Central và cái nhà này ở coi như là Skyline Boulevard đó Skyline Boulevard này được tính là nhà của ông David và Linda Dương, rất có thể là ông David Dương đó quý vị. David gọi Linda Dương có là hai vợ chồng chăng. Thì um, chúng ta muốn biết cái này cũng rất là dễ thôi đi vào uh, California Way Solution thì chúng ta tìm hiểu và ông David ở trong um, quay Way Solution mà đóng cái vai trò quan trọng thì là ai? Thì chỉ có ông David Dương. Có lẽ người ta viết tắt như vậy. Thì đây quý vị thấy là cái nơi này, đây, đây, là cái khu nhà này rất là đẹp, cao, lớn. Thì có lẽ là họ đưa ra cái nơi này. Cái thứ hai là đây là Will Crest Court nè. Có lẽ là nhà này là nhà của Andy Dương đó. Người ta ghi đó, các bạn có bạn thấy không? Đó, còn này... Um, Ambacadero, tức nghĩa là nơi trụ sở của uh, đây way solution có lẽ là như vậy bốn nơi thì cái vụ việc này um, theo như cái bài báo này là đã có liên quan tới um, cái công ty việt nam coi như là california way solution và một cái người hàng xóm nó đến từ uh, san diego đã nói với cái đài um, abc số 7 đó và tin tức của abc số 7 thì cho biết rằng đó là bà ta đã bị um, bị giật giấy đã bị đánh thức bởi một cái lực lượng thực thi pháp luật đập vào cửa. Vào lúc 6 giờ sáng. Và một nhóm của ABC số 7 đó là có mặt ở tại hiện trường để cho biết là một số những cái xe mà họ không có biết ở trước cái nhà của của bà Thảo này đó, của bà thị trưởng đó thì những cái nhà cái xe này người ta nói rằng và người ta thấy rằng các cái đặc vụ đã được nhìn thấy mang theo các cái thùng hàng từ các cái địa điểm đó tức nghĩa là hồi nãy chúng ta thấy những cái chiếc xe của FBI đó quý vị họ đã đến và họ đã có mặt ở tại hiện trường và theo như cái thông tin ngày hôm nay thì bà thị trưởng Thảo có lẽ là cũng sẽ xuất hiện ở tại một cái sự kiện vào sáng ngày thứ năm lúc 10 giờ như 10 giờ sáng nhưng mà bà ta đã cancel rồi tức là đã đã hủy bỏ rồi không có tham dự nữa tham dự gì được bây giờ người ta đến người ta kê biên kiểm soát rồi ta lục xét nhà cửa các thứ thì không biết là như thế nào thì um, trong cái cuối bài này thì cũng có nói rằng đó điều này xảy ra khi mà những cái người tổ chức cái nỗ lực gọi là recall tức là bảo nhiệm bà bà thảo này thì thật ra trong cái thành phố um, mà Auckland lên thì người ta muốn um, đưa bà này xuống. mặc dù bà này cũng chỉ mới lên làm chưa được bao lâu hết, nhưng mà thành phố đó xác định rằng bây giờ tội phạm cũng um, gia tăng, rồi an ninh cũng không có đảm bảo, kinh tế lại thấp kém, rồi um, nhiều cái um, cái vấn vấn nạn ở xã hội, rồi homeless, rồi bao nhiêu các cái thứ mà không thấy bà này bà lo được um, tốt. cho nên là nó có một cái lực lượng các cái cư dân, các cái cử tri người ta đã tổ chức lấy các cấp phiếu để mà tiến hành gọi là bãi nhiệm bà ta trước thời hạn và người ta đã thu đầy đủ, nó gọi là thu đầy đủ để in up nè. Coi như là các cái chữ ký để mà để mà nó sẽ xuất hiện trên cái cái phiếu bầu vào tháng 11 năm 2024 tới đây. Và họ cũng đang yêu cầu, họ cũng đang kêu gọi bà này phải phải resign đi, tức nghĩa là phải từ chức ngay lập tức. Những cái người đó họ đang làm nhưng mà chưa biết rằng sẽ như thế nào. Thì um, trong số các cái địa điểm mà bị đột kích á thì có nhà của Andy Dương của cái cơ quan mang của một cái công ty mang tên là California Way Solution mà họ còn nói rõ luôn là người đã giúp cho cái việc mà tổ chức cái chuyến mà thăm Việt Nam hồi năm ngoái đó cái chuyến Việt Nam thăm Việt Nam hồi năm ngoái đây đó ở đây, đây họ họ trích dẫn như vậy chúng ta bấm vào cái đường link thì nó ra ngay cái va ba quý vị thì cái va ba thì nói là US nè Government and Business là Trip to Việt Nam August năm 2023. Thì hồi năm ngoái thì theo như cái bài báo này thì va người ta cũng có đưa những cái hình ảnh đi đó quý vị thấy không? Đây những hình ảnh là đưa lên va ba như vậy thì va có tổ chức trong cái sự kiện này và liên quan đến um, cái chuyến đi của uh, bà Sen và cái công ty um, Way Solution Pha ba thì chúng ta biết là ông David Dương là cái người anh em của David Dương là những cái người sáng lập viên của cái tổ chức Pha ba này và cái họ nói về cái chuyến đi này đó thì họ dịch cái đường link nó để ở đây nè quý vị chúng ta chỉ bấm vào một cái thì nó ra ngay cái cái dấu hiệu của Pha ba ngay lập tức và cái trang này của Pha ba luôn đó thì đó là một số những cái thông tin cho thấy đây là cái nhà và bây giờ thì ở trên nhiều cái nền tảng đó Thí dụ như cái nền tảng X này là chúng ta thấy là bây giờ nhiều người họ chia sẻ những cái bản tin như thế này là cảnh sát um, đã đột nhập vào nhà của bà thị trưởng bà Sen Thao. Theo đó thì um, thì bây giờ thì California quay Solution là cái nhà cung cấp rác thải của uh, cái tiểu bang California. Đó, rồi A. Dương là con trai. Ồ, oh, ở đây bài báo này họ có ghi nè quý vị. Andy Dương là Andy Dương is the son of the of và David Dương đó quý vị. Tức nghĩa là sao? Ông Andy Dương là con trai của David Dương và là chủ tịch người người mà chủ tịch của cái và CEO của California Way Solution. Người có cái nhà mà bị đột nhập đó quý vị. Thì à uh, vậy là cái ngôi nhà của ông David Dương ngôi nhà của ông Andy Dương cũng đã bị bị cảnh sát FBI họ đột nhập thì bây giờ thì chúng ta không biết rằng là cụ thể nó sẽ là như thế nào thì đây là một cái tờ báo khác Los Angeles Times người ta cũng có cũng có đăng cái bản tin này thì đây là một cái bản tin có thể nói là bây giờ nó chấn động rồi nó không có còn là cái tin tức mang tính chất làm nhỏ nhỏ lẻ nữa còn những vụ việc gì khác thì chúng ta không biết Thí dụ như các cái đặc vụ của liên bang mà tự nhiên người ta đột nhập vào. Ở đây không phải là cảnh sát của thành phố nha. Cũng không phải là tỉnh phát của tiểu bang mà là cảnh sát của liên bang. Chúng ta thấy cái chữ F đó. Đó là cái chữ um, federal là chắc chắn là, là phải là của ấy rồi. Của liên bang rồi. Và theo như cái tờ Los Angeles Times thì nó cũng viết giống như vậy thôi. Nó cũng nói rằng các cái đặc vụ đã tiến hành khám xét vào sáng sớm ngày thứ năm được 6 7 giờ sáng là người ta đã sớm 6 giờ 6 giờ mấy người ta đã đột kích rồi. Và tại nhà của thị trưởng um, Auckland là Senthao và nhà của một nhân viên của một nhà thầu xử lý rác thải của thành phố, họ nói như vậy. Ý họ muốn nói là ông Andy uh, Dương đó. Rồi FBI cũng xác nhận hai lệnh khám xét sát nhưng mà từ chối cho biết các cái mục tiêu khám xét là ai và liệu chúng có liên quan đến với nhau hay không. Theo như um, cái bài báo này đó thì họ không nói rằng là hai cái nhà khác là ai là cái cơ sở của ông Đào Bích Dương và cái căn nhà của um, ông ông Đào Bích Dương và Linda Dương gì đó thì ở bên um, cái tờ mà ABC thì họ viết họ viết rõ nhưng mà hồi nãy chúng ta thấy đó còn riêng cái tờ này thì họ nói uh, không có rõ rồi um, FBI xác nhận rằng hai cái lệnh khám xét nhưng mà từ chối còn bà Thảo và văn phòng bà bà Thao đó là văn phòng của anh bà đã không trả lời ngay lập tức các cái yêu cầu báo chí hỏi thì không có nói trong cái lúc này bà ta cũng giữ im lặng và cái cuộc khám xét đầu tiên được tiến hành tại nhà của thị trưởng ở trên đường gọi là Maiden Lane ở cái khu gọi là Lincoln Highland High... Highland đó quý vị thì uh, nó cũng bao gồm các cái quan chức của sở thuế vụ cũng như là bưu điện của Hoa Kỳ cả hai cơ quan đều không thể đưa ra bình luận ngay lập tức như vậy là trong cái vụ này là có um, luôn sở thuế đến nữa. Rồi uh, video từ các cái hãng thông tấn của địa phương cho thấy rằng các cái đặc vụ đã mang nhiều cái hộp và những cái túi sách ra khỏi cái ngôi nhà đó. Và ngôi nhà hai tầng màu nâu của bà Thảo ở um, trong một cái đoàn phố đẹp như tranh vẽ. Nó nằm uh, gần cái đồi ở Auckland. Và bên ngoài nhà thị trưởng thì một tấm biển ghi. Uh, những cái này thì họ, họ mô tả cái xung quanh thôi quý vị. Rồi... Uh, Họ cũng có phỏng vấn một hai người có mặt um, ở trong đó ở uh, tại cái bữa mặt hôm đó. Rồi cái lệnh khám xét thứ hai được tiến hành cách nhà của thị trưởng là khoảng chừng 3 dặm, tức là khoảng 3 mai đó. Thì um, FBI cho biết là các đặc vụ đã khám xét một cái ngôi nhà ở trên đường uh, gọi là Viewcrest Court ở Oakland um, Hills. Thì hồ sơ tài sản cho thấy ngôi nhà này có liên hệ với uh, Andy Dương, một trong những thành viên gia đình. À, của um, gọi là Dương Family đó và sở hữu quản lý um, cái công ty gọi là California Way Solution đã bị điều tra về các khoản đóng góp cho cái chiến dịch tranh cử của bà Thao và các quan chức của thành phố được bầu khác. Oh vậy là đây là có một, một bản cái phần này thì chúng ta thấy rằng cái bài báo này họ có đăng đó quý vị. Đây quý vị thấy đây. Đây họ ghi rất là rõ đây quý vị, đây cái phần này. Như vậy thì um, họ điều tra về cái chiến dịch đang điều tra về cái một cái chiến dịch mà campaign đó chiến dịch mà tranh cử của bà Thảo vào năm 2020. Ở đây thì nó cũng có một cái report, report tình là năm 2020 thì theo đó thì người ta cũng nói rằng có rửa tiền hay không đó quý vị. Và họ đang điều tra, rồi họ nhắm vào thì ở đây cũng có nói về cái công ty À, công ty Cali... california california way solution à, quý vị ờ trong cái bài này quý vị còn muốn tìm hiểu có thể đi vào thêm bởi vì các cái bài báo ở đây đó họ viết họ đều có trích dẫn hết ví dụ như đây là dương um, family member nè, thì ở đây nó cũng có ghi nè bây giờ chúng ta đi vào trong đây để mà xem thì uh, có lẽ là đây cũng có những hình ảnh họ đưa cái link thì chúng ta bấm vào các chúng ta thấy hết tất cả là rõ ràng là ông David dương rồi thành viên ở trong gia đình chúng tôi không biết hết là thành viên hình như là ông này là em của ông David Dương. Còn các bạn có thể đi vào ở đây họ có ghi nào quý vị. Ông David làm resident and CEO này ha, rồi Christina làm giám đốc tài chính, ông Victor Vương Dương làm phó phó chủ tịch. Rất là nhiều, rất là nhiều những cái thông tin báo chí ở Mỹ thì họ đăng rất là rõ ràng. Cho nên đây là cái bài được viết ở trên Los Angeles Times nha quý vị. Ngày thứ năm ngày 20 tháng tháng 6 năm 2024 vào lúc 10 giờ 49 sáng. Thì quý vị nào nói rằng là những cái thông tin nó không đúng thì quý vị có thể đi vào trong đây để mà xem. Chứ thật ra không phải mang cái tính chất là tự động mà bị đặt hay là tự dựng ra là không có đúng. Thì theo đó thì các cái đặc vụ đó Uh, FBI họ vẫn đang uh, gọi là lang thang vào trong các cái ngôi nhà đến uh, chiều ngày thứ năm. Và có uh, có lúc họ, họ lục soát cốp xe nữa và nổi thất của một cái chiếc xe Mercedes sedan màu trắng đậu ở trên đường gọi là lái xe vào cái ngôi nhà hai tầng màu xanh lam đó thì um, hiện giờ thì họ cho biết rằng là ông dương đã đã không có đưa ra một bình luận nào cả không biết là dương nào có lẽ là ông um, ông andy dương chăng thì các cái cuộc tìm kiếm diễn ra tại um, tại cái quận alameda và bây giờ thì chúng ta biết rồi bà um, họ cũng có nói rằng là bà thảo này cũng đang đối mặt với một cuộc bầu cử bãi nhiệm vào tháng 11 tới đây chắc chắn là bà ta phải um, phải chịu cái trách nhiệm là bị bãi nhiệm bãi nhiệm thì dân mà họ bầu mà họ họ đồng ý bãi nhiệm thì bà ta rớt rất là lập tức còn nếu như mà người ta không người ta bác bỏ cái cái bãi nhiệm đó thì bà ta tiếp tục giữ cái chức của thị trưởng thì trong cái bài báo này họ cũng nói là cái bà Sen Thao là một cái người hờm mong người đầu tiên được bầu ở chức vụ làm thị trưởng của thành phố của Hoa Kỳ vào năm 2018 khi bà giành được một ghế trong hội đồng thành phố và đại diện cho cư dân của cái khu vực 4 bao gồm các cái khu dân cư mà họ cũng nói một vài các thành phố thế dụ như là Montclair hay là Laurel hay là uh, Melrose rồi uh, 4 năm sau khi mà vào trong cái thị trưởng trong cái uh, gọi là thành viên của um, của thành phố đó nghị viên đó thì bà ta được bầu làm thị trưởng thừa kế một cái thành phố mà người ta nói rằng một thành phố um, vô cùng khó khăn và đang vất vả mà bởi vì đại dịch bởi vì bao nhiêu cái Um, cái gọi là mất an ninh, mất tự tự, rồi ngay cả các cái cuộc tấn công có vũ trang của như là bọn bán tài trộm tài sản, bán, buôn bán ma túy, đó hôi, hàng lọ, các cái thứ. Thì um, chúng ta thấy là những cái tháng gần đây đó, bài báo nào cũng nói rằng là một số những cái nơi mà phải đóng cửa các cái địa điểm, ví dụ như bao gồm như những cái tiệm In-N-Out Burger đó, những cái tiệm Denny nè với nhiều cái lý do mà nó có gây rủi ro cho nhân viên của họ, bởi là mất an ninh rồi à, bây giờ người ta phải bãi nhiệm đó, nhiều lắm như vậy, đến đổi mà hồi tháng 2 vừa rồi đó thì ông Newsom cũng đã cử 120 sĩ quan của à, coi như là biên giới đó, bảo vệ biên giới đó để đến Auckland như là một phần trong cái chiến dịch thực thi pháp luật để mà nhằm giải quyết tội phạm rồi à, hoạt động đã giúp cho thu hồi 80 phần xe cổ phương tiện bị đánh cắp và 47 khẩu súng có liên quan họ oh, nhiều lắm quý vị rồi đồng thời thu hồi hơn 400 khẩu súng khác rồi các cái vụ bắt giữ đồ xảy ra rất là nhiều cho nên là cái tỷ lệ tội phạm ở khu vực này đó người ta nói rằng thậm chí là à, trong khi tất cả các cái khu vực khác trên cái, cái nước Mỹ theo cái xu hướng là tội phạm đang giảm xuống thì ở tại Auckland thì um, lại cái xu hướng ngược lại Và ông Newsom đó Ông còn nói là những gì đang xảy ra ở thành phố xinh đẹp này là Và cái khu vực xung quanh là đáng báo động Và không thể chấp nhận được Đây là cái điều mà chúng ta thấy là chính là Một uh, ông thị trưởng Của cái tiểu bang California Ông ta nói rất là rõ như vậy Đây ông Newsom nói đó quý vị Với những cái um, Tỷ lệ mà phạm tội Ở uh, California đó thì nó lại gia tăng đây là một cái điều không thể chấp nhận được trong khi ở ở các cái nơi khác đó thì nó lại giảm chúng ta thấy rất là rõ ràng không và những cái điều này là không thể chấp nhận được thì đó là một số các cái thông tin thông tin liên quan đến cái bà sen thao sen thao thì chúng ta đã biết rồi các bạn hãy đi vào và đánh năm sen thao vài chữ thôi thì nó ra ra rất là nhiều bà này hồi năm ngoái thì cũng đi về việt nam cũng làm rõ rất là, làm nổi rất là nhiều nữa thì có lẽ là chúng ta cũng tạm dừng cái chương trình ngày hôm nay ở đây và bây giờ thì chúng ta cũng không biết được là bà này bị tội gì lực lượng chức năng người ta cũng vẫn đang tiến hành điều tra người ta thu thập mà không biết người ta thu thập được cái gì không và chắc chắn một điều là khi mà lực lượng FBI đột nhập vào nhà của ai đó thì chắc chắn là họ phải có tài liệu họ phải có lệnh của tòa án trước đó đã nếu mà không có lệnh tòa án họ không đi được và họ đem về thì họ đến hồi lục lạo có khi họ mang được một số tài liệu có khi họ không mang được gì có khi họ có chứng cứ có khi họ cũng không có chứng cứ thì tất cả những cái điều đó chúng ta cũng chưa có vội vàng để mà kết luận bà sen thao này có tội hay không hay là có liên quan đến gia đình của họ dương hay không hay là liên quan đến công ty xử lý rác của ông Đạo bích dương hay không thì tất cả chúng ta cũng chưa biết và có lẽ là ở mỹ người ta điều tra một vụ án hình sự cũng lâu lắm quý vị không phải một ngày một buổi mà có thể có liền đâu chúng ta đã từng chứng kiến rồi cái cuộc đột nhập vào Malago của ông tổng thống Donald Trump đó thì cũng phải mất rất là nhiều tháng, nhiều nhiều năm nữa có khi là người ta mới giải mã được có hay không tội phạm. Rồi nhiều cái vụ khác cũng phải có khi nó kéo dài dài tháng, có khi nó kéo dài cả năm. Và bà Sen Thao thì bây giờ đứng trước nguy cơ rất là nguy hiểm, có thể nói là cái sự nghiệp chính trị của bà ta dù cho chưa có tội đi nữa thì cái việc mà lực lượng cảnh sát mà của um, Liên Bang đó mà họ đến họ đột nhập vào trong cái nhà họ bao vây họ đưa một cái lực lượng lớn vào trong cái nhà mình để mà lục lọi lộ, lội như vậy thì có thể nói là hình ảnh nó cũng mất đi rất là nhiều. Báo chí bây giờ đăng lên rùm beng. Có lẽ là bà ta phải từ chức thôi. Hoặc là bà ta phải bị bị bị, bị coi như là bị recall, tức là bị bãi miễn. Người dân sẽ không còn tín nhiệm nữa. Đây là sự việc rất là nghiêm trọng và đối với cái gia đình của họ Dương và cái công ty Quay Solution thì chúng ta không biết rằng có liên quan như thế nào hay không và họ nói là thuế có thể là vì thuế hay là về một cái vấn đề gì đó mà liên quan đến bưu điện gì đó thì chúng ta không hiểu nữa tất cả những cái thông tin này thì có lẽ là chúng ta phải chờ đợi thêm trong những cái ngày tới thì như thế nào nhưng mà ít nhất là cũng chấn động quý vị chấn động với một cái cách làm mà nhiều người cứ nghĩ rằng doanh nghiệp mà gắn liền với các cái chính trị gia rồi ở Mỹ nó có cái chuyện mà gọi là vận động tranh cử có cho tiền qua lại ủng hộ các thứ đó mặc dù người ta có những cái quy định nhưng mà người ta vẫn có cái, những cái đường để mà họ leo lách họ leo lách không khéo thì họ sẽ bị đi tù thí dụ như ở Mỹ người ta quy định là một cái người tùy theo cái cấp ứng cử chẳng hạn có những cấp ứng cử người ta nói rằng chỉ cho mỗi một người cho tối đa thí dụ một ngàn rưỡi đi hoặc là hai ngàn rưỡi gì đi nhưng mà mình ý là mình có tiền nhiều quá mình cho thí dụ năm chục ngàn một ngàn nhưng mà mình không thể cho như vậy được mình chỉ có một tên mà đứng có cho hàng rưỡi thôi thì như mà mình mượn tên ông a bà b ông c bà d gì đó những cái người mà nhân viên của mình chẳng hạn rồi mình lấy những cái tên đó mình cho thành ra như vậy mà khi mà cái lực lượng chức năng mà người ta kiểm tra người ta phát hiện được những người đã đứng tên dùm đó thì những người đó đều bị đi tù những người đó bị đi tội đó là những cái tội hình sự rất nặng chứ không phải là tội thường bởi vì qua mặt chính quyền và người ta điều tra cũng dễ lắm quý vị thực tế nó đã có những cái vụ việc như vậy nó xảy ra rồi thí dụ như một cái người công nhân tự nhiên sao ủa sao thấy ông này có đâu hai ngàn rưỡi mà tặng tự nhiên là đem tặng không ổng đi lãnh lương mỗi tháng có ngàn mấy hai ngàn mấy mà ổng sống còn chưa xong nữa ổng đi đi làm cái công việc bình thường thôi tại sao ổng hay hào phóng ổng cho một cái quỹ tranh cử như vậy rồi người ta nhìn sang những cái người khác ủa sao cái công ty này người nào cũng hào phóng quá vậy có đến mấy chục người họ hào phóng như vậy vậy hoặc là 100 người hay toàn bộ nhân viên như vậy thì dĩ nhiên họ nhìn ra liền rồi nhiều cái vấn đề lắm nó có hàng loạt các cái thứ để mà có thể xảy ra liên quan đến vấn đề dân cử hoặc là cái việc mà ủng hộ một cái dân cử nào đó để mà họ lên rồi họ làm lợi cho mình chẳng hạn họ ký cho những cái hợp đồng họ dễ dãi cho những cái việc làm ăn hay là có thấy một cái sự kết nối nào đó có một sự trao đổi có những cái chứng cứ gì khác nữa thì nhiều khi lực lượng FBI họ nắm được rất nhiều các thông tin rồi thì um, cho nên là họ mới xin lệnh với tòa án và họ muốn tìm thêm chứng cứ và cái việc mà đột nhập vào trong cái nhà đang ở như vậy là một cái ly nước nó bị tràn ly một cái cái điểm cuối cùng một cái cái điều mà người ta nói là chốt lại đó cái hồ sơ thì để nói về cái vụ việc này có lẽ là còn rất nhiều thông tin quý vị chúng tôi sẽ dành thêm những cái thời gian để mà chúng ta đi sâu hơn trong những cái clip khác tới đây còn hôm nay thì chúng tôi chỉ mới muốn đưa cái bản tin thôi còn hoàn nhận định trước mắt là do các bạn à, hôm nay kính chào quý vị chúc quý vị một ngày thật là an lành thật là vui tươi